Xin kính chào các quý vị, xin chào các thầy và xin chào các bạn. Hôm nay xin giới thiệu bài tập khí công thứ 15, nạp khí ngũ hành. Về động tác này thì tư thế vẫn giữ nguyên như là bài trước, bài thứ 14, tức là ngũ hành tấn, và chỉ thay đổi các ngón tay thôi. Đó. Đấy, ví dụ như là như trước đấy, chúng ta thấy là chân vẫn cứ đứng ngũ hành tấn, đó, tay để trước mặt, đó. Nhưng mà đạt khí ngũ hành này thì thay đổi các ngón tay. Thứ nhất là ngón tay trỏ đè lên ngón tay cái, đó, 60 giây, tác dụng để làm gì ạ? Để thông phổi, chữa bệnh phổi, đó, trong 60 giây. Sau đó chuyển ngón tay cái đè lên ngón tay trỏ, đấy, đè lên huyệt ở ngón tay trỏ như thế này, đè lên, đó. Ngược lại với cái động tác nhất, tức là ngón tay trỏ đè ngón tay cái, thì bây giờ là ngón tay cái đè lên ngón tay trỏ, cũng 60 giây, đó. Nhưng mà này chữa bệnh đường ruột. Tiếp theo là ngón tay cái bên tay trái đấy, thì ngón tay cái đè lên ngón giữa, còn bàn tay phải thì ngón cái đè lên ngón tay đầu nhẫn, đó, cũng 60 giây. Và như vậy là cái này, động tác này là chữa bệnh thận và bàng quang. Tiếp theo là bàn tay trái, ngón cái lại đè lên ngón tay đầu nhẫn, và bàn tay phải, ngón cái đè lên ngón giữa. Đó. Thì lúc này lại chữa bệnh tỳ vị, ăn uống tiêu hóa kém. Đó. Và tiếp theo, chúng ta tiếp theo. Và động tác là cuối cùng. Đấy, thì là ngón cả hai tay, hai bàn tay thì ngón cái đè lên ngón út, cũng xong 60 giây, là chữa bệnh tâm bào, tam tiêu, gan, mật. Đó. Thì đấy, tức là động tác chân thì vẫn như là ngũ hành tấn, nhưng mà đây là vận khí ngũ hành, thì là chúng ta nạp khí ngũ hành đấy, thì là chúng ta các ngón tay thay đổi theo từng huyệt ở trên ngón tay. Thì nhắc lại nhé, thứ nhất là ngón trỏ đè lên ngón cái, đó. Thứ hai là ngón cái đè ngón trỏ. Động tác thứ ba là bên tay trái thì ngón cái đè lên ngón tay đầu nhẫn, đó. Bên tay phải, đấy. À, tức là ngón bên trái thì đè lên ngón giữa, đó. Thế còn tay phải thì đè lên ngón cái đòi lên đầu nhẫn. Sau tiếp theo là bàn tay trái thì ngón cái đè lên ngón tay đầu nhẫn, đó. Tay phải lại đè lên ngón giữa, và cuối cùng là ngón cái đè lên ngón út. Đấy. Là chữa bệnh tâm bào, tam tiêu, gan, mật. Thế những cái bài trước chúng tôi đã nói về bệnh chữa bệnh tiêu hóa, đấy, rồi chữa phổi, thì tôi không thể nói tiếp nữa, nói lại nữa, mà bây giờ chúng tôi nói thêm, chủ nói rõ hơn là ở cái trường hợp là ngón cái đè lên ngón tay út, chữa tâm bào, tam tiêu và gan mật, thì chủ yếu là chữa bởi gan mật như thế nào. Thì theo lý thuyết của đông y khí công ấy, thì gan chứa máu, tức là cái từ là tàng huyết, thì dù chúng ta ăn uống có bổ đến mấy thì bổ, ăn rất nhiều những chất ngon, chất bổ, những chất tạo máu và bổ máu, nhưng
gan, tức là nhà kho mà chứa máu đấy, bị hư hỏng, cái bệnh gan, thì có nghĩa là nhà kho này bị ẩm mốc. Thì khi mà máu nó vào cái nhà kho này giữ thì nó sẽ làm hỏng máu, và thành phần máu đỏ chúng ta biết đấy là F2O3. Nhưng nhà kho là gan đấy, khi mà máu vào đấy để chữa, để giữ chữ ở đó, thì lại thiếu oxy đó. Tức là cái nhà kho mà bị hư hỏng ẩm mốc đấy, thiếu oxy, thì lúc đó máu sẽ mất oxy và trở thành máu đen Fe2O2 đó. Do đó mà những người bị bệnh gan, chúng ta nhìn thấy da thì vàng và hoặc là nổi những nốt thâm đen ở trên mặt da. Đấy, những người già ở trên bàn tay, bàn tay thì có nổi những vết thâm đen, thì đấy tức là đã bị bệnh gan, gan đã hư yếu, tức là nhà kho đã bị ẩm mốc rồi. Trên hàng hóa để trong kho đó là bị hỏng, cũng bị ẩm mốc luôn. Thế thì máu khi vào nhà kho này là gan, trong cái gan đấy thì cũng bị ẩm mốc, bị hư hỏng, nên tức là máu đỏ thành máu đen, từ Fe2O3 thành ra F2O2 đó, thiếu oxy. Do đó mà nó nổi những nứt thâm đen. Thế nhưng mà ở lưng chúng ta thấy những người đó thì bình thường thì là lưng thuộc dương, thì sắc da ở lưng ít khi có những cái vết đen, chỉ có chân tay thì nó sờ xa thì hay có bị vết đen thôi. Như vậy là ở lưng thì là vẫn còn da, vẫn còn là tươi sáng, không có vết thâm. Như vậy là dương khí còn mạnh, chỉ thiếu âm chất ở gần những cái chân tay thôi. Cho nên chúng ta cần phải uống thuốc là đương quy tiểu. Ngoài ra chúng ta cần phải tập cái động tác như vừa rồi đấy, nạp khí và bằng là ngón, chúng ta tập ngón như thế này đó. Và để tăng hồng cầu tống độc trong gan ra đấy, thì chúng ta phải hướng về tập động công, thì phải tập nạp khí trung tiêu, phải vỗ tay 4 nhịp, rồi cúi ngửa 4 nhịp, rồi nằm tập thở đan điền thần. Thì cái này chúng tôi đã có những cái bài video giới thiệu cụ thể từng động tác rồi. Bây giờ hôm nay thì đi sâu cụ thể thêm về cách chữa bằng huyệt. Chúng ta nằm ngửa, cơ thể thư giãn, thì đường thẳng từ xương ức, đấy, từ giữa xương ức cho xuống đến rốn, từ mỏm xương ức cho xuống đến rốn, chúng ta chia ra làm 8 điểm, 8 phần bằng nhau. Thì ở dưới mỏm xương ức, điểm thứ nhất tên là huyệt cưu vĩ, điểm thứ hai là huyệt cự khuyết, điểm thứ ba là huyệt thượng quản, điểm thứ tư là huyệt trung quản, điểm thứ năm là huyệt kiến lý, điểm thứ sáu là huyệt hạ quản, điểm thứ bảy là huyệt thủy phân, rồi đến huyệt thứ tám tức là giữa rốn là huyệt thần khuyết. Khi trong người cảm thấy mệt mỏi, mất sức, ăn uống không tiêu, thì chúng ta đặt ba ngón tay đè trên ba huyệt thượng quản, trung quản, kiến lý. Còn nếu muốn cho gan hoạt, mặt trang mặt hoạt động tốt, trở lại bình thường, làm tan xẹp khối u trong gan, đó, thì chúng ta đặt ba ngón tay lên cưu vĩ, cự khuyết và thượng quản. Còn muốn cho tiêu hóa thức ăn nhanh, đi cầu dễ, thì đặt ba ngón tay trên huyệt kiến lý, hạ quản, thủy phân. Sau đó chúng ta tập thở, ba ngón tay đặt trên ba cái huyệt như đã trên đã nói đấy, xong thì lấy bàn tay kia đè lên trên ba ngón tay này, ba ngón tay đang để trên huyệt đấy, đè lên, và dùng hai cái gối kê hai bên hông ở khuỷu tay để đỡ hai cái cùi trỏ đấy, cho nó thoải mái khi nằm. Và như vậy là chúng ta vẫn cứ để ngón tay được trên huyệt
cho nó đỡ mỏi. Và sau đó bắt đầu tập thở ra nhẹ, đều, dài, lâu. Ba ngón tay ấn nhẹ cho bụng mềm lún xuống theo hơi thở ra. Sau đó khi hít vào thì từ từ chậm nhẹ, lại tiếp tục thở ra cho bụng mềm lún xuống, thì lại ấn đúng, ba ngón tay lại ấn xuống. Mỗi lần tập như vậy là khoảng 200 hơi thở như thế. Và mỗi ngày có thể tập nhiều lần, sẽ có những biến đổi như sau là tập đúng đấy. Ví dụ như là nghe thấy tiếng bụng sôi, nghe và cảm nhận có cái gì đó ở gan chạy xuống bụng dưới, tức là lúc đó là máu, mủ và chất nước độc tích lũy trong gan đã thoát ra ngoài. Đấy, thấy bụng sôi nhẹ, ông ục 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 đấy. Và như vậy là chúng ta sẽ đi cầu dễ và phân thối đấy, màu xanh hoặc đen nâu. Bụng mềm, gan sẽ nhỏ lại, biếu teo dần, sắc mặt sẽ bớt vàng hoặc là bớt xanh, và từ đó thì da thịt sẽ bắt đầu từ từ hồng hào lên. Thì đấy, đây là tác dụng của cái việc bấm huyệt và hít thở như vậy. Thì đấy là hôm nay chúng tôi xin là giới thiệu về cái phần là bài tập thứ 15 là nạp khí ngũ hành. Đấy, nạp khí vào ngũ hành. Nói chung là chân thì để đúng dưới ngũ hành tấn đấy, nhưng mà tay thì là bấm vào các huyệt ở các ngón tay đấy để nạp khí ngũ hành. Đấy, thì đây, bài hôm nay thì như vậy, thì xin giới thiệu cụ thể. Bây giờ xin mời các quý vị, các thầy, các bạn là xem một đoạn video tôi trích từ cái bài tập của thầy Đỗ Đức Ngọc dạy cái lớp mà trước đây tôi đã học ở Paris. Đấy, về cái bài này thầy Đỗ Đức Ngọc đã dạy. Đấy, xin cảm ơn tất cả các quý vị, các thầy, các bạn đã theo dõi buổi cái bài video này, và xin chúc tất cả quý vị, các thầy, các bạn mạnh khỏe, trường thọ. Xin cảm ơn rất nhiều. Chưa được phổi, chúng ta cũng như vậy. Nếu phổi á, thì chúng ta dùng những ngón tay út, ngón tay trỏ đè cái ngón tay cái cho vuông góc lại, đè cho vuông góc. Cái ngón này là ngón phổi, đưa thẳng ra thì khí nào sẽ vào phổi để chữa bệnh phổi. Để cho vuông góc. Chân phục tiền. Bây giờ chúng ta chữa bệnh đứng ruột thì chúng ta dùng ngón tay cái đè vào ngón tay trỏ, phải vuông góc, góc có phải vuông, vuông góc. Sáu mươi giây. Bây giờ chúng ta chữa bệnh thận và bằng quang thì ngón tay trái là ngón tay thứ ba vuông góc, nhưng mà ngón tay phải là ngón tay thứ tư. Thế là ngón trái là ba, phải là thứ tư.
3 chưa bị tỳ vị, ăn uống tiêu hóa kém. Bắt đầu tiêu gan mật, bóc nó lên út vuông.